khám phá Phú Quốc với chi phí 5 triệu đồng. Du khách khu vực Đông, Tây Nam Bộ có thể trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại đảo Ngọc Phú Quốc với chi phí 4,5 triệu đồng. Phương tiện di chuyển, ngoài đường hàng không, du khách đến từ khu vực Đông, Tây Nam Bộ có thể đi tàu hoặc phà ra đảo từ cảng Rạch Giá hoặc Hà Tiên. Đối với lộ trình Rạch Giá, Phú Quốc, chi phí đi tàu cao tốc dao động từ 230.000 đồng đến 340.000 đồng một vé mỗi lượt, tùy theo hãng tàu và loại vé người lớn hoặc trẻ em. Thời gian di chuyển khoảng 2,5 tiếng. Với lộ trình di chuyển từ Hà Tiên, du khách có thể lựa chọn tàu cao tốc hoặc phà với thời gian từ 1 đến 2 tiếng. Trong đó, chi phí đi tàu cao tốc là 160.000 đồng tới 230.000 đồng một vé một lượt. Giá vé phà từ 125.000 đồng đến 185.000 đồng một vé mỗi lượt. Lưu trú, thị trấn Hoàng Hôn, Sunset Town ở phía Nam là một trong những điểm đến mới nhiều mini hotel, boutique hotel, không gian đậm phong cách Italy, cùng tầm nhìn từ ban công hướng thẳng ra cầu Hôn. Du khách có nhiều lựa chọn khách sạn tại đây như Lily House, Rova Hotel, Le Bonheur, Ye Stefano, Hải Dương với mức giá từ 600.000 đồng tới 1,2 triệu đồng một phòng mỗi đêm. Nghỉ tại các khách sạn trong thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể dễ dàng tham quan cầu Hôn, một trong những điểm check-in mới thu hút tại đảo Ngọc. Dạo chợ đêm vui phết Ba Gia hoặc tới sân khấu trên màn nước biển lớn nhất thế giới để dự show Kids of Tessie. Khám phá ẩm thực bốn phương, được lấy cảm hứng từ những thị trấn lãng mạn bên bờ địa Trung Hải, thị trấn Hoàng Hôn có nhiều góc check-in cho du khách khi các tiệm cà phê, nhà hàng tại đây đều sở hữu tầm nhìn thoáng đẹp, hướng ra Hoàng Hôn phía biển hay những con phố đậm chất Âu. Du khách có thể ghé đến Venice Cafe, Runam Cafe, Starbucks để tìm một nhà hàng vừa để thưởng thức từ hải sản cũng như các món ăn đậm chất Việt, vừa ngắm biển hay hoàng hôn, với chi phí 100.000, 200.000 đồng một người. Du khách có thể tới The Rap Beer, Veranda hoặc Sorrento Restaurant Bar. Loạt hoạt động tham quan, giải trí, vượt qua đại dương trên cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, du khách sẽ tới Hòn Thơm, nơi quy tụ nhiều trò chơi cho mọi lứa tuổi. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động dưới nước tại công viên nước Aquatopia, trải nghiệm một xà thịnh nộ tại làng Exotica hay tắm nắng dưới những tán dừa xanh mát bên biển. Chi phí cho trọn gói những trải nghiệm này kèm một bữa trưa buffet đa dạng ẩm thực bốn phương là 850.000 đồng một vé người lớn và 650.000 đồng một vé trẻ em. Thời gian này, khi tới Phú Quốc, du khách còn có thể check-in tại cầu Hôn, điểm đến mới, được truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen ngợi. Du khách chỉ cần bỏ ra 50.000 đồng một người là có thể săn hoàng hôn lãng mạn, lưu giữ những khoảnh khắc có 102 khi hoàng hôn buông xuống. Bên cạnh đó, du khách tới Sunset Town còn có thể thả mình bên bờ biển cát trắng, ngắm nhìn mặt trời chuyển từ đỏ cam sang tím biếc và rơi xuống chính giữa hai nhánh cầu Hôn với chi phí 50.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi người. Một trong những trải nghiệm không nên bỏ qua khi tới thị trấn Hoàng Hôn là tham gia show diễn Kids of Tessie, nụ hôn của biển cả. Với chi phí từ 250.000 đồng một vé, du khách được hòa mình vào bữa tiệc kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và công nghệ. Sân khấu quy tụ 60 nghệ sĩ quốc tế với màn biểu diễn công phu cùng chương trình pháo hoa hàng đêm, tạo nên không gian ấn tượng và đẳng cấp. Ngoài ra, trải nghiệm đi chợ ngắm pháo hoa tại chợ đêm bên biển Vui Phết, Vui Phết Ba Gia cũng sẽ tạo nên một kỳ nghỉ đáng nhớ cho các du khách. 40 kiosk cùng những show diễn đường phố như loãng xoảng show hay các màn ảo thuật, hoạt náo. Hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Tại đây, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn ngon từ Bắc đến Nam. Ẩm thực Âu, Á đan xen, từ ăn vặt, trà sữa, giải khát đến bữa tối lung linh bên biển có nhạc hay không gian lãng mạn cùng mức giá được niêm yết công khai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.